Hi guys, welcome back to leyahay.com. Our lesson today is lesson 1, unit 3, all about food. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh leyahay.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là bài học số 1 của bài số 3, tất cả các loại thực phẩm. Và trong video clip ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau học về các từ vựng liên quan đến thực phẩm và đồ uống. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được học về kỹ năng nói. Và trước khi đến với nội dung bài học hôm nay thì cô sẽ giải thích toàn bộ nội dung mà các em được học trong bài số 3 này. What is this unit? Chúng ta sẽ học gì trong bài này? Vocabulary, từ vựng food and drink, thực phẩm và đồ uống food preparation, chuẩn bị thức ăn cooking tools, các dụng cụ nấu ăn. Tiếp theo phần grammar, ngữ pháp. Các em sẽ được học về hình thức thêm ing của những động từ love, like, hate, sau đó cộng động từ thêm ing. Tiếp theo, countable, uncountable nouns, danh từ đếm được và không đếm được. Partitive, bộ phận, phận ngữ. Quantifier, định lượng. Comparison, so sánh hơn. Tiếp theo về phần kỹ năng, reading, đọc. Các em sẽ được đọc về loại thực phẩm yêu thích của bạn là gì. Một bài văn với nhiều sự lựa chọn. Tiếp theo, các em sẽ được đọc một bài báo với tiêu đề đó là những con đường ẩm thực xung quanh thế giới, cách xác định câu đúng sai và câu không đề cập đến. Trả lời câu hỏi. Tiếp theo về kỹ năng nghe, các em sẽ được nghe một bài hội thoại với nhiều đáp án. Kỹ năng nói, các em sẽ học về cách thể hiện sự thích và không thích, đưa ra một sự hướng dẫn. Tiếp theo kỹ năng viết, writing, các em sẽ được viết về một đoạn văn ngắn về món ăn yêu thích của các em, một blog cá nhân về những món ăn đường phố ở đất nước các em. Tiếp theo đó là phần CLEO, đó là công nghệ thực phẩm, cách hướng dẫn ăn lành mạnh. Tiếp theo phần CULTURE SPORT, điểm văn hóa, các em sẽ được học về những món ăn phổ biến nhất ở nước Anh. Phần giá trị, các em sẽ được học về những thói quen ăn uống lành mạnh. Thì đó là toàn bộ nội dung các em sẽ được học trong bài số 3 này. Bây giờ thì cô và các em sẽ bắt đầu vào bài học. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến nội dung đầu tiên, đó là phần vocabulary, từ vựng food and drinks, thực phẩm và đồ uống. Activity 1A, label the pictures. Yêu cầu hoạt động số 1A là các em hãy dán nhãn những bức tranh. Thì ở trên đây cô có những bức tranh và có những chỗ trống chưa được để tên của những loại thực phẩm. Vậy thì ở dưới đây đề bài cho chúng ta tên của những loại thực phẩm. Chúng ta hãy chọn đúng và sau đó là điền vào các chỗ trống trên. Cô có vị trí đầu tiên, pickles nghĩa là bánh quy, pasta, mì ống, fruit juice, nước ép trái cây, meat, thịt, cucumber, dưa leo, strawberries, dâu tây và salt nghĩa là muối. Bây giờ thì cô và các em sẽ quay lại bức tranh, sau đó là chúng ta sẽ hoàn thành. Thì các em có thể thấy ở đây cô có những tên của các loại rau củ quả thì đề bài đã hướng dẫn rồi. Nhưng mà có những chỗ trống vẫn chưa được điền tên. Thì chúng ta đến với vị trí đầu tiên, one, thì các em thấy ở đây đó chính là dưa leo. Dưa leo thì cô có từ cucumbers. Nên number one cô điền là cucumbers. 2 thì các em thấy ở đây là dâu tây. Dâu tây thì cô có từ strawberry, dâu tây. Dâu tây đó là vị trí số 2. Tiếp theo, thì các em thấy ở đó chính là nước ép trái cây. Ở đây đó là nước ép táo. Nước ép trái cây thì cô có từ fruit juice. Tiếp theo, 4, thì các em thấy ở đây là mì ống. Mì ống cô có từ pasta. 5, thì ở đây các em quan sát, cô có hai hũ, một hũ là pepper, tiêu. Vậy thì hũ còn lại sẽ là muối.
Muối có từ salt. Xích thì đây là bánh quy. Bánh quy cô có từ biscuit. Bánh quy. Tiếp theo, seven. Ở đây đó là thịt. Thịt thì cô có từ meat. Thịt. Thì đó là nội dung 7 chỗ trống cô đã hoàn thành xong. Như vậy là cô đã hoàn thành xong nội dung hoạt động 1A. Bây giờ cô và Kem sẽ di chuyển đến hoạt động tiếp theo, đó là Activity 1B. Listen and check, then repeat, say the words in your language. Yêu cầu hoạt động số 1B là Kem hãy nghe và kiểm tra, sau đó lặp lại và nói các từ ngữ theo ngôn ngữ của các em. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay lại bức tranh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đề bài lặp lại những từ vựng này để kiểm tra đáp án của chúng ta trước. Sau đó là cô sẽ giải thích những từ vựng này theo tiếng Việt của chúng ta là gì. Unit 3. Exercise 1B, page 52. Onions. Apples. Lettuce. Tomatoes. Cucumbers. Carrots. Strawberries. Potatoes. Milk. Fruit juice. Eggs. Tea. Sugar. Pasta. Salt. Pepper. Biscuits. Bread. Flour. Butter. Yogurt. Cereal. Oranges. Chicken. Meat. Crisps. Coffee. Fish. Cheese. Như vậy là cô và Kem vừa lắng nghe xong. Vậy thì sau đây cô sẽ giải thích nội dung của từng từ vựng như sau. Cô có từ đầu tiên onion, nghĩa là hành tây. Cô sẽ ghi ra đây để các em có thể dễ nhớ. Task 1B. 1. Onion, nghĩa là củ hành tây. 2. Tiếp theo, cô có từ apples, nghĩa là trái táo. Từ tiếp theo, lettuce nghĩa là rau diếp, tomatoes nghĩa là cà chua, cucumbers
dưa leo. Strawberry, dâu tây. Carrots, cà rốt. Milk, sữa. Và potatoes là khoai tây. Strawberry nghĩa là dâu tây nha các em. Thì cô sẽ ghi tiếp những từ vựng như sau. Tree, lettuce, rau diếp. For, cô có từ tomato. Cà chua. Five, cô có từ cucumber. Dưa leo. Six, carrot, cà rốt. Seven, strawberry. Dâu tây. 8. Milk, sữa. 9. Tomato, khoai tây. 9, các em sửa lại cho cô là potato, khoai tây. Từ tiếp theo, trang số 53, cô có từ fruit juice nghĩa là nước ép trái cây. Eleven, cô có từ eggs nghĩa là trứng. Tiếp theo, 12, cô có từ tea, trà. Tiếp theo, cô có từ sugar, đường. Fourteen, cô có từ salt, muối. Fifteen, cô có từ pepper, đây là chữ y nha các em, tiêu. 16, cô có từ pasta, mì ống. 17, cô có từ biscuits nghĩa là bánh quy. 18, cô có từ bread, bánh mì. 19, cô có từ flour, bột. 20, cô có từ butter, bơ. 21, yogurt. 22, cereal nghĩa là ngũ cốc. 23, cô có từ oranges nghĩa là cam, trái cam.
24, cô có từ chicken, gà. Twenty five, cô có từ meat, thịt. 26, cô có từ grapes, khoai tây chiên giòn. 27, cô có từ coffee, cà phê. 28, cô có từ fish, cá. 29, cô có từ cheese, phô mai. 30, cô có từ rice, gạo hoặc cơm. Thì đó là 30 từ vựng về các loại thực phẩm và đồ ăn cô đã hướng dẫn các em trong hoạt động số 1 này. Các em hãy ghi nhớ. Và bây giờ các em hãy cùng lặp lại các từ vựng này với các bạn của mình ở trên lớp. Sau đây thì cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Cô sẽ di chuyển đến Activity 2, list the food drinks under the heading grain, vegetables, fruit, dairy products, animal products, others. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy liệt kê các thức ăn, đồ uống. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy liệt kê các thức ăn, đồ uống dưới những tiêu đề ngũ cốc, rau củ, trái cây, sản phẩm làm từ sữa, sản phẩm làm từ động vật và những loại khác. Thì ở hoạt động số 1 vừa rồi chúng ta đã liệt kê ra 30 loại thực phẩm và giải thích nghĩa của nó rồi. Tiếp theo đây thì cô sẽ hoàn thành nội dung hoạt động số 2 như sau. Task 2. Tiêu đề đầu tiên đó là grain, ngũ cốc. Ngũ cốc thì cô có những loại thực phẩm đó là bread, bánh mì nè, thuộc ngũ cốc. Flour, bột, cereal. Và rice, thuộc ngũ cốc. Thực phẩm tiếp theo đó là vegetable, rau củ. Thì cô có cucumber, dưa leo nè, onion, hành tây nè, carrots, cà rốt, potato, khoai tây, tomato. Cà chua và lettuce. Nghĩa là rau diếp. Tiếp theo, fruit, trái cây. Cô có strawberry, dâu tây, apples, táo, orange. Cam. Tiếp theo đó là dairy products, sản phẩm từ sữa. Cô có milk, butter, sữa, bơ, yogurt. Cheese. Tiếp theo đó là animal products, các sản phẩm làm từ động vật. Milk, cô xin lỗi, egg, trứng, chicken, gà, fish, cá. Cuối cùng, others, những loại khác thì cô có biscuits, pasta, fruit juice,
shunt. Tea, sugar, pepper, crisp, coffee, thì đây là nội dung hoạt động số 2. Cô đã hoàn thành xong. Cô đã liệt kê theo 6 nhóm ngũ cốc, rau củ, trái cây, sản phẩm làm từ sữa, sản phẩm từ động vật và các loại khác. Đó là nội dung hoạt động số 2. Tiếp theo đây thì cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Bây giờ cô và Kem sẽ cùng nhau di chuyển đến kỹ năng tiếp theo, đó là phần speaking, nói, expressing like, dislike, thể hiện sự thích, không thích. Activity 3, use the key to talk about your likes, dislikes and in example. Yêu cầu hoạt động số 3 là Kem hãy sử dụng các cụm từ chính để nói về những gì Kem thích và không thích như ví dụ. Thì bên dưới đây cô có các câu để nói về điều mà chúng ta thích hoặc không thích như sau. Ví dụ, Kem thích thì Kem sẽ nói I love, tôi thích. I quite like, tôi rất là thích. I really like, tôi thực sự rất là thích. Hoặc Kem không thích, Kem sẽ sử dụng cụm từ I hate, tôi ghét. I don't like very much, tôi không thích, có nghĩa là rất rất là nhiều không thích nha các em. Thì đây là những cụm từ mà các em sử dụng để nói về những điều các em thích và không thích. Thì cô có một ví dụ như sau. I love eating cereal and eggs. I really like drinking milk. I quite like eating fish. I don't like eating yogurt very much. I hate drinking coffee. Tôi thì yêu thích ăn ngũ cốc và trứng. Tôi thực sự rất là thích uống sữa. Tôi khá là thích ăn cá. Tôi thì không thích ăn sữa chua nhiều lắm. Và tôi thì là ghét uống cà phê. Đó là nội dung ví dụ của cô. Và trước khi tiến hành hoàn thành nội dung hoạt động số 3 này thì cô có một phần lưu ý như sau. Note. Lưu ý, we use in form after love like hate. Chúng ta sử dụng động từ thêm in sau động từ love, thích, like, thích và hate, ghét. Thì đó là nội dung ví dụ của chúng ta. Và trước khi tiến hành hoàn thành nội dung hoạt động số 3 thì cô có một phần lưu ý như sau. Note, lưu ý, we use in form after love like hate. Chúng ta sử dụng động từ thêm in sau love, yêu, like, thích và hate, ghét. Vậy thì Kem hãy ghi nhớ cho cô, sau những động từ yêu, thích, ghét chúng ta đã học ở bài trước rồi, thì chúng ta sẽ cộng với động từ thêm in. Kem hãy nhìn vô ví dụ của cô. Cô có động từ love, sau đó là động từ eat thêm in. Like, động từ drinking thêm in. Like, động từ eat thêm in. Và don't like, eat thêm in. Hate, động từ drink thêm in. Thì Kem hãy nhớ cho cô như vậy. Và sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em viết một câu ví dụ tương tự như câu ví dụ này về thể hiện những cách mà chúng ta thích hay không thích như sau. Task 3. Các em hãy nhớ là sau những động từ yêu, thích, ghét thì mình sẽ thêm in. I love eating vegetables. And fruit. I really like drinking fruit juice. I quite like yogurt. I don't like eating meat. I hate drinking tea. Thì đây là câu cô hướng dẫn các em trong hoạt động số 3.
Tôi thì yêu thích ăn rau củ và trái cây. Tôi thực sự thích uống nước ép trái cây và tôi khá là thích ăn sữa chua. Tôi thì không thích ăn thịt, tôi ghét uống trà. Đó là nội dung hoạt động số 3 cô hướng dẫn các em. Các em hãy suy nghĩ để đưa ra các ý kiến của các em là các em thích gì và không thích gì. Sau đó là nói với các bạn của mình. Và sau đây thì cô sẽ bổ sung một vài từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này như sau. Từ vựng tiếp theo các em cần ghi nhớ đó là food. Có nghĩa là thức ăn, thực phẩm. Tiếp theo là cô có từ drinks, nghĩa là đồ uống. Từ tiếp theo, cô có từ grain, ngũ cốc. Tiếp theo, cô có từ dairy product. Now phrase. Sản phẩm làm từ sữa. Thì đó là những từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này. Như vậy là cô đã hoàn thành xong 3 bài tập trong Lesson 1 Unit 3 All About Food. Và bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.